Để giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Con Tum đẩy mạnh ra soát, hỗ trợ nguồn vốn vay cho các đối tượng. Qua ra soát, có gần 400 hội viên phụ nữ đủ tiêu chuẩn vay các nguồn vốn theo quy định. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tiến chấp giải ngân gần 15 tỷ đồng cho hội viên vay, nâng tổng dư nợ do hội quản lý hiện nay lên gần 250 tỷ đồng với gần 5.300 hộ vay để quản lý nguồn vốn vay, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Hội liên hiệp phụ nữ thành phố duy trì hoạt động của 116 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 21 xã phường. Các tổ luôn duy trì công tác giám sát, kiểm tra đối tượng vay vốn. Các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, tham gia trả nợ, tiết kiệm đúng theo quy định. Từ đầu năm đến nay, hội vận động các hộ vay tham gia gửi tiết kiệm tại tổ vay vốn gần 6,7 tỷ đồng nâng tổng số tiền gửi tiết kiệm lên gần 23 tỷ đồng.